Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trưởng ban tuyên truyền của Trung Quốc thăm Việt Nam giữa tin đồn về sức khỏe của Tổng Trọng. Ngày 12 tháng 1, AFA tiếng Việt loan tin Chủ tịch nước tuyên giáo Việt Trung cần phản bác các thủ đoạn chống phá quan hệ tốt đẹp của hai đảng. AFA cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cần có sự hợp tác giữa ban tuyên giáo của hai nước Việt Nam Trung Quốc để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ của hai nước. AFA dẫn báo Nhân dân, theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội hôm 11 tháng 1. Tại cuộc gặp này, Chủ tịch nước đề nghị ban tuyên giáo hai nước cần phối hợp tốt để cùng giáo dục sâu đậm các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai bên, về những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị hai nước, qua đó tiếp tục đưa quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân phát triển bền vững và tốt đẹp. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo ông Thưởng, hai bên cần phối hợp tuyên truyền quán triệt đầy đủ trong cán bộ đảng viên, nhân dân hai nước về tuyên bố chung của hai nước để việc triển khai các nội dung thỏa thuận tuyên bố có hiệu quả tốt. Ông Thưởng cũng lưu ý cần phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt báo chí, truyền thông, đưa những thông tin tích cực, cổ vũ, tuyên truyền tinh thần hợp tác, tình cảm bạn bè sâu nặng giữa hai bên để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ hai nước. Qua đó, kịp thời phản bác các thủ đoạn, luận điệu nhằm chống phá quan hệ tốt đẹp của hai đảng, hai nước, ông Thưởng nói. AFA cho hay, ông Lý Thư Lỗi trong cuộc gặp đã chuyển lời thăm hỏi lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng, định hướng hợp tác giữa hai đảng, hai nước. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng tiếp đón ông Lý Thư Lỗi. Chuyến thăm của trưởng ban tuyên truyền của Trung Quốc đến Việt Nam đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi những thông tin bất lợi về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lan rộng và được một số hãng tin quốc tế loan tải như một sự xác nhận cho tin đồn. Phải chăng sự có mặt của ông Lý Thư Lỗi vào lúc này là sự trấn định chính trường Việt Nam, là lời nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí đe dọa ai đó nếu muốn nhân cơ hội Tổng Trọng suy yếu mà vùng dậy? Bởi chính trường Việt Nam đang nằm trong lòng bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho dù nội bộ có chia phe lập phái, có múa may quay cuồng thế nào thì cũng không thoát khỏi bàn tay này. Trước đó một ngày, ngày 10 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên cũng đột ngột đến thăm Việt Nam, dự một hội nghị mà giới quan sát cho là rất bất thường, hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam Trung Quốc. Hình ảnh ông Tô Lâm hội kiến ông Trần Tư Nguyên. Tiếp kiến ông Trần Tư Nguyên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tỏ ra cực kỳ ngoan, biết điều và thức thời khi đề nghị lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Có lẽ đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một lời đề nghị trực tiếp như vậy. Lời đề nghị này có thể diễn nôm thành nếu Việt Nam có biến, Trung Quốc có thể đem quân tiến vào để trấn áp phe không vâng lời. Bởi muốn duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng trên thực tiễn thì khó có thể thiếu mùi thuốc súng. Phe không vâng lời này có thể là dân, mà khả năng cao hơn là một phe không chịu vâng theo ý chỉ của Trung Quốc trong đảng. Như vậy, những người Việt đang lo ngại bất ổn có thể xảy ra do nội bộ đảng vác súng ủn nhau, có thể yên tâm đã có anh hai Trung Quốc đứng ra bình ổn tình hình rồi. Vỗ tay! Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin trưởng ban tuyên truyền của Trung Quốc thăm Việt Nam giữa tin đồn về sức khỏe của Tổng Trọng. Tảng đá hai Nhật, Bộ Nghị bó tay, Thủ chính bất lực, Tổng Trọng chào thua. Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm qua. Người dân bị nhóm lợi ích ở thành phố này, mà đứng đầu là ông Lê Thanh Hải, cướp đất và đẩy họ đến sự khốn cùng. Ngoài ông Lê Thanh Hải, dưới quyền còn có ông Nguyễn Văn Đua và ông Lê Hoàng Quân. Vụ án Thủ Thiêm kéo dài đã hơn 20 năm và chỉ được đưa ra công luận sau khi ông Lê Thanh Hải rời khỏi quyền lực. Hình ảnh Thủ Thiêm, tội ác của nhóm quy hoạch rành rành nhưng chẳng quật được Lê Thanh Hải.
Từ năm 2017, khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân được chọn để thay thế ông Đinh La Thăng ở cương vị Bí thư Thành Hồ, thì lúc đó báo chí mới được bật đèn xanh vào cuộc vụ Thủ Thiêm. Vụ này bắt đầu từ khi chính quyền thành phố ra quyết định quy hoạch lại vào năm 2005, do ông Nguyễn Văn Đua ký nhằm truất phế quyết định trước đó do Võ Văn Kiệt, Thủ tướng ký vào năm 1992. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cấp phó của ông Lê Thanh Hải. Việc ông Lê Thanh Hải để cho cấp phó của mình ký phê duyệt quy hoạch dự án mới Thủ Thiêm là cách để né tránh trách nhiệm. Chế độ này là vậy, khi làm một việc mà biết là sai thì cấp trưởng thường né và để cho cấp phó ký thay. Quyết định quy hoạch mới Thủ Thiêm đem lại cho nhóm lợi ích chính trị, đứng đầu là Lê Thanh Hải, hưởng lợi rất lớn. Nhờ quyết định này mà có những dự án thơm để quan chức chia chác, lấy đất của dân với giá 18 triệu một mét vuông, sau đó bán lại với giá 350 triệu một mét vuông. Xây dựng 12 km đường nội bộ mất 12.000 tỷ đồng, tức là mỗi mét đường tốn 1.000 tỷ đồng, và còn nhiều món lợi ích khác. Mỗi lần ký duyệt quy hoạch đều kèm theo bản đồ quy hoạch 1/5.000. Năm 2018, khi vụ việc được xới lên trên báo chí và câu hỏi đặt ra là bản đồ quy hoạch gốc kèm theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký năm 1992 ở đâu? Chỉ cần lôi bản đồ gốc ra đối chiếu thì tất cả mọi gian dối sẽ lòi ra. Tuy nhiên, tấm bản đồ gốc do Văn phòng Thành ủy cất giữ không cánh mà bay, mất không vết tích. Năm 2018, ông Võ Văn Hoang, lúc đó là chánh Văn phòng Thành ủy, nói chưa tìm được. Đến nay, ông này đã lên đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng bản đồ gốc Thủ Thiêm thì vẫn chưa tìm ra. Hình ảnh vụ Vạn Thịnh Phát là cơ hội để quật hai Nhật, nhưng tổng lại chào thua. Sau khi dân oan Thủ Thiêm chịu đựng hơn 20 năm, đến mức có những nạn nhân phải tự vẫn vì phẫn uất tột độ. Nhưng trong 20 năm đó, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân đã cùng nhau bịt miệng dân. Việc khui ra vụ án Thủ Thiêm là có ý đồ. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn đánh vào nhóm lợi ích Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, dù đã hết quyền lực, nhưng thế lực của Lê Thanh Hải vẫn còn quá mạnh. Ông Nguyễn Thiện Nhân không làm gì được nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua. Ông đã thất hứa với dân Thủ Thiêm nhiều lần. Năm 2021, khi mới lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng cho thanh tra vấn đề quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì gặp phải đá tảng quá nặng ký, ông Nghị chỉ kết luận được những vấn đề quy hoạch ở các khu vực khác của thành phố mà không dám đả động đến vấn đề gai gốc Thủ Thiêm. Thực ra trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân dù là ủy viên Bộ Chính trị nhưng không thể làm gì được, thì ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, làm sao dám mạo phạm hai Nhật. Hình ảnh ông Lê Thanh Hải đang là đá tảng thách thức cả quyền lực Nguyễn Phú Trọng. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, ông Lê Minh Khái nhận lệnh ông Phạm Minh Chính tiến hành ra soát về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông Khái vẫn chỉ làm chiếu lệ, lần này không thấy nhắc nhở gì đến bản đồ gốc thất lạc mà Văn phòng Thành ủy hứa tìm nhưng vẫn chưa thấy đâu. Lê Thanh Hải vẫn là đá tảng, Phạm Minh Chính cũng chẳng thể làm gì được. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cứ tưởng ông Nguyễn Phú Trọng không đánh được Lê Thanh Hải bằng Thủ Thiêm thì đánh bằng Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cho tới nay, khi mà vụ án Vạn Thịnh Phát sắp kết thúc điều tra, sẽ đưa ra tòa trong nay mai, thì vẫn không thấy bóng dáng Lê Thanh Hải nơi đâu. Tổng Trọng lại một lần nữa chào thua bố già của đất Sài Thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tảng đá hai Nhật, Bộ Nghị bó tay, Thủ Chính bất lực, Tổng Trọng chào thua. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d